Nhiều nhất là 10 phút, ít nhất là 8 phút. Rồi, xin mời bắt đầu. Nam mô ta sa, Nam mô ta sa, Pharavato, Arahato, Samma, Sambuddhasa. Nam mô ta sa, Pharavato, Arahato, Samma, Sambuddhasa. Nam mô ta sa, Pharavato, Arahato, Samma, Sambuddhasa. Dạ, con tên là Trần Thị Kim Phượng, pháp danh Diệu Hỷ. Dạ, buổi tối hôm nay con xin phép được hoan hỷ được thuyết trình những trích đoạn trong bài kinh Đại Bát Niết Bàn. Và trong quá trình đọc và không chắc chắn sao có sự sơ sót và thiếu sót, nếu có điều chi thiếu sót, kính mong thầy và các sư hoan hỷ cho con. Và con xin phép được đọc. Và một thời Thế Tôn ở tại Vương Xá trên núi Linh Thú, lúc bấy giờ A Xà Thế, con bà Vi Đề Hy, vua nước Ma Gắt Ha, muốn chinh phạt dân Bạc Kỳ, vua tự nói: Ta quyết chinh phạt dân Bạc Kỳ, dầu cho chúng có uy quyền, có hùng mạnh. Ta quyết làm cỏ dân Bạc Kỳ. Ta sẽ tiêu diệt dân Bạc Kỳ. Ta sẽ làm cho dân Bạc Kỳ bị hoài vong. Này bà La Môn Vũ Xá, hãy nhân danh ta đi đến Thế Tôn và cúi đầu đảnh lễ chân ngài, vấn an ngài có thiểu bệnh, thiểu não, khinh an và lạc trú. Và hãy nói những điều như trên. Này bà La Môn, Thế Tôn trả lời khanh như thế nào? Hãy ghi nhớ kỹ và thật kỹ và nói lại cho ta biết, vì các bậc Thế Tôn không bao giờ nói lời hư vọng. Và đại vương xin vâng. Và bà La Môn Vũ Xá đi đến chỗ Thế Tôn và bạch Thế Tôn. Và bạch Thế Tôn: Đại vương nước Ma Gắt Ha, cúi đầu đảnh lễ chân ngài, vấn an ngài có tiểu bệnh, tiểu não, khinh an và lạc trú. Và đại vương đã nói tiếp: Đại vương muốn chinh phạt dân Bạc Kỳ, dầu cho chúng có uy quyền, có hùng mạnh, ta quyết làm cõi dân Bạc Kỳ. Ta sẽ tiêu diệt dân Bạc Kỳ, ta sẽ làm cho dân Bạc Kỳ bị hoại vong. Lúc bấy giờ đại đức Ananda đứng qua sau lưng Thế Tôn: Này Ananda, ngươi có nghe dân Bạc Kỳ thường hay tụ họp và tụ họp đông đảo với nhau hay không? Và bạch Thế Tôn: Con có nghe dân Bạc Kỳ thường hay tụ họp và tụ họp đông đảo với nhau. Này Ananda, khi nào dân Bạc Kỳ thường hay tụ họp và tụ họp đông đảo với nhau? Này Ananda, dân Bạc Kỳ sẽ được đoàn mạnh. Này Ananda, ngươi có nghe dân Bạc Kỳ tụ họp trong niệm đoàn kết và giải tán trong niệm đoàn kết và làm việc trong niệm đoàn kết hay không? Và bạch Thế Tôn, con có nghe dân Bạc Kỳ tụ họp trong niệm đoàn kết và giải tán trong niệm đoàn kết và làm việc trong niệm đoàn kết. Này Ananda, nếu dân Bạc Kỳ tụ họp trong niệm đoàn kết và làm việc trong niệm đoàn kết và giải tán trong niệm đoàn kết, này Ananda, dân Bạc Kỳ sẽ được cường thịnh. Này Ananda, ngươi có nghe dân Bạc Kỳ không hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành và sống đúng với dân Bạc Kỳ như đã ban hành thuở xưa hay không? Và bạch Thế Tôn, con có nghe dân Bạc Kỳ không ban hành những luật lệ không được ban hành, không hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành và sống đúng với dân Bạc Kỳ như đã ban hành thuở xưa? Này Ananda, nếu dân Bạc Kỳ không ban hành những luật lệ không được ban hành và không hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành và sống đúng với truyền thống của dân Bạc Kỳ sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Này Ananda, ngươi có nghe dân Bạc Kỳ không bắt cóc và cưỡng ép những người phụ nữ và thiếu nữ phải sống với mình hay không? Và bạch Thế Tôn, con có nghe dân Bạc Kỳ không bắt cóc và cưỡng ép những người phụ nữ, thiếu nữ phải sống với mình? Này Ananda, nếu như vậy, dân Bạc Kỳ sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Này Ananda, ngươi có nghe dân Bạc Kỳ ủng hộ, bảo vệ, che chở đúng pháp các vị A-la-hán, khiến các vị A-la-hán chưa đến sẽ được đến trong xứ và các vị A-la-hán đã đến được an lạc trong tương lai? Và bạch Thế Tôn, con có nghe dân Bạc Kỳ bảo vệ, ủng hộ, che chở đúng pháp dân Bạc Kỳ và bảo vệ các vị A-la-hán chưa đến sẽ đến trong xứ, sẽ được trong tương lai?
Này Ananda, nếu như vậy, dân Bạc Kỳ sẽ được cường tình không bị suy giảm. Này Ananda, trong một thời, ta ở trên núi Linh Thú, pháp thoại này được giảng như sau. Đây là giới, đây là định, đây là tuệ. Giới cùng tu với định sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi lớn. Định cùng tu với tuệ sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi lớn. Định cùng tu với tâm, tuệ cùng tu với tâm sẽ đưa đến giải thoát hoàn toàn các món lậu hoặc, dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Đại Đức Sariputta đến tại chỗ Thế Tôn ở, sau khi đi đến đảnh lễ Ngài rồi ngồi xuống một bên. Bạch Thế Tôn, con tin tưởng Thế Tôn đến nỗi con nghĩ rằng ở quá khứ, ở tương lai cũng như ở hiện tại, không thể có một sa môn, một bà la môn nào có thể vĩ đại hơn, sáng suốt hơn Thế Tôn về phương diện chánh giác. Này Sariputta, lời nói của ngươi thật là đại ngôn, thật là gan dạ. Ngươi thật rống tiếng rống con sư tử khi nói. Bạch Thế Tôn, con tin tưởng Thế Tôn đến nỗi con nghĩ rằng ở quá khứ, ở tương lai cũng như ở hiện tại, không thể có một sa môn, một bà la môn nào có thể vĩ đại hơn, sáng suốt hơn Thế Tôn về phương diện chánh giác. Này Sariputta, có phải ngươi đã biết tất cả những Thế Tôn ứng cúng chánh biến chi ở trong quá khứ? Tất cả những vị này có giới đức như vậy, thiền định như vậy, hạnh trú như vậy, và có trí tuệ như vậy, và có giải thoát như vậy, phải không? Và thưa Bạch Thế Tôn không? Này Sariputta, có phải ngươi đã biết tất cả những Thế Tôn ứng cúng chánh biến tri trong tương lai? Với tâm của ngươi, ngươi đối tâm của những vị này, có giới đức như vậy, có thiền định như vậy, có hạnh trú như vậy, có giải thoát như vậy, và có trí tuệ như vậy, phải không? Và Bạch Thế Tôn không? Này Sariputta, có phải ngươi đã biết tâm của ta với tâm của ngươi? Với tâm của ta, ngươi đã biết rằng ta có giới đức như vậy, có trí tuệ như vậy, có hạnh trú như vậy, có giải thoát như vậy, phải không? Bạch Thế Tôn không? Như vậy, ngươi đã không có tha tâm thông đối với tất cả các vị ứng cúng chánh biến tri ở trong quá khứ, trong tương lai, trong hiện tại. Tại sao ngươi lại rống tiếng rống con sư tử? Và Bạch Thế Tôn, con không có tha tâm thông đối với các vị ứng cúng chánh biến tri ở trong quá khứ, trong tương lai, trong hiện tại. Nhưng có biết truyền thống về chánh pháp? Bạch Thế Tôn, tất cả những vị A-la-hán chánh đẳng giác trong quá khứ và tất cả các vị A-la-hán chánh đẳng giác trong tương lai. Và Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hiện tại đã diệt trừ năm triền cái, những nhiễm tâm khiến cho trí tuệ yếu ớt, đã an cứu tâm vào bốn niệm xứ, đã chân chánh tu tập bảy giác chi và đã chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Ananda, thật không có gì lạ về vấn đề mệnh chung, nhưng mỗi lần có người mệnh chung lại đến hỏi Như Lai về vấn đề này, vấn đề nọ, như vậy phiền nhiễu Như Lai. Này Ananda, ta sẽ dặn pháp kính gương chánh pháp. Vị thánh đệ tử có chánh tín đối với Đức Phật, Thế Tôn là bậc A-la-hán chánh đẳng giác, minh hạnh túc thiện thệ, thế gian giải vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Vị ấy có chánh tín đối với chánh pháp. Chánh pháp được Thế Tôn khéo giảng dạy thiết thực, vượt ngoài thời gian chi phối, đến để mà thấy, được kẻ trí tự mình thâm hiểu. Vị ấy có chánh tín đối với chúng tăng. Chúng tăng đệ tử Thế Tôn chân chính tu hành. Chúng tăng đệ tử Thế Tôn chân trật tu hành. Chúng tăng đệ tử Thế Tôn chân tính tu hành. Chúng tăng đệ tử Thế Tôn chân tịnh tu hành, tức là bốn sông tám vị. Chúng tăng đệ tử Thế Tôn đáng được nghênh đón, đáng được cúng dường, đáng được chấp tay, là phước điền vô thượng ở trên đời, cụ túc giới hạnh, được bậc thánh mến chuộng, được viên mãn không mãi muốn, được viên mãn, được vẹn toàn và được người trí tán thán không ảnh hưởng bởi đời sau. Này Ananda, những ai đã tu được bốn thần túc, tu tập thật nhiều lần, thật chắc chắn, thật bền vững, nếu muốn, người ấy có thể sống đến một kiếp hay phần kiếp còn lại. Này Ananda, Như Lai đã tu được bốn thần túc, tu thật chắc chắn, thật bền vững, thật điêu luyện, thật thiện xảo, nếu muốn, Như Lai có thể sống đến một kiếp hay phần kiếp còn lại. Và Thế Tôn lặp lại lần thứ hai, lần thứ ba, nhưng Đại Đức Ananda đã không thể nhận hiểu. Sự gợi ý quá rõ ràng của Thế Tôn, sự hiện tượng quá rõ ràng của Thế Tôn, Đại Đức không thỉnh cầu Thế Tôn, Bạch Thế Tôn, vì lợi ích cho chúng sanh, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời,
Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy ở lại cho đến trọn kiếp, vì tâm của Đại Đức Ananda đã bị ác ma ám ảnh. Và bây giờ Thế Tôn nói với Đại Đức Ananda, này Ananda, ngươi phải đi và làm những gì phải thời. Đại Đức Ananda đi chưa bao lâu, thì ác ma liền đến chỗ Thế Tôn. Sau khi lên, liền đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi đứng qua một bên. Và ác ma nói với Thế Tôn, Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn hãy diệt độ, mong thiền thệ hãy diệt độ, Bạch Thế Tôn đã đến thời, Thế Tôn hãy diệt độ. Bạch Thế Tôn, đây là lời Thế Tôn đã nói, này ác ma, ta sẽ không diệt độ khi nào những vị tỷ kheo của ta, những vị tỷ kheo ni của ta, những vị nam cư sĩ của ta, những vị nữ cư sĩ của ta chưa trở thành những vị đệ tử chân chánh sáng suốt có kỷ luật, sẵn sàng đa văn, duy trì chánh pháp, thành tựu chánh pháp và tùy pháp. Sau khi học hỏi giáo lý, đã có thể tuyên bố diễn giảng trình bày xác định khai minh phân tích và giải thích rõ ràng chánh pháp. Vì có, khi có tà đạo khởi lên, đã có thể hàng phục một cách khéo léo và có thể thuyết pháp một cách thần diệu. Bạch Thế Tôn, nay những vị tỷ kheo của Thế Tôn và những vị tỷ kheo ni của Thế Tôn và những vị nam cư sĩ của Thế Tôn và những vị nữ cư sĩ của Thế Tôn đã trở thành những vị đệ tử chân chánh sáng suốt có kỷ luật, sẵn sàng đa văn, duy trì chánh pháp và thành tựu chánh pháp, sống chân chánh, sống theo chánh pháp. Và sau khi học hỏi giáo lý, đã có được tuyên bố diễn giảng trình bày xác định khai minh và phân tích, và khi có tà đạo khởi lên, đã có thể hàng phục khéo léo và có để thuyết pháp một cách thường diệu. Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời Thế Tôn đã diệt độ. Bạch Thế Tôn, đây là lời Thế Tôn đã nói, này ác ma, ta sẽ không diệt độ khi nào phạm hạnh của ta chưa được thành tựu thịnh đạt, phổ biến, quảng bá, biến mãn, nghĩa là khéo léo giảng dạy cho loài người. Này Bạch Thế Tôn, nay phạm hạnh của Thế Tôn đã được thành tựu viên mãn, đã được thịnh đạt, phổ biến, quảng bá, biến mãn, nghĩa là được khéo léo giảng dạy cho loài người. Bạch Thế Tôn, đã đến thời Thế Tôn diệt độ. Bạch Thế Tôn, sau khi ác ma nói xong, Thế Tôn nói với ác ma, này ác ma, hãy yên tâm, không bao lâu nữa đâu, sau 3 tháng bắt đầu ngày hôm nay, Như Lai sẽ diệt độ. Này Ananda, có 4 thánh tích kẻ thiện tính cần phải chiêm ngưỡng và tôn kính. Đây là chỗ Như Lai đặng sanh. Đây là chỗ Như Lai chứng ngộ vô thượng chánh đặng chánh giác. Đây là chỗ Như Lai chuyển pháp luân vô thượng. Đây là chỗ Như Lai diệt độ nhập vô dư y niết bàn. Lúc bấy giờ Đại Đức Ananda vào trong tịnh xá, đứng ngay cột cửa và khóc. Và Thế Tôn gọi các vị tỳ kheo, này, các vị tỳ kheo Ananda đâu? Và các vị tỳ kheo lập như những lời như trên. Và Thế Tôn nói với các vị tỳ kheo, hãy nhân danh ta và gọi Ananda đến gặp ta. Và khi Ananda đến và Thế Tôn nói, này Ananda, chớ có đau buồn, có chớ có đau khổ. Vì ta đã từng tuyên bố trước với ngươi rằng tất cả 10 vật ái luyến tốt đẹp đều phải sanh biệt, tử biệt, dị biệt. Làm sao có được những sự kiện sanh pháp, trú hữu vi biến hoại được tồn tại, làm sao được? Ngươi đối với ta đã lâu ngày, với thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, đầy lòng từ ái, có 1 không 2. Hãy cố gắng tinh tấn lên, Ananda, ngươi sẽ chứng được bậc vô lậu. Và du sĩ Suhada đến ý kiến Thế Tôn, này Ananda, chớ ngăn cản Suhada, vì những gì Suhada đến gặp ta là vì lợi ích, không có làm phiền nhiễu ta. Và ngài Suhada đến gặp Thế Tôn, bạch Thế Tôn, như con được biết, có những vị Bà La Môn, họ là những người rất giỏi và họ có những thần thông quảng đại, họ cho rằng họ đã chứng ngộ và tự xưng họ đã được chứng ngộ. Này Suhada, hãy để yên đó qua một bên. Này Ananda, hãy suy nghiệm kỹ, ta sẽ nói như sau. Này Suhada, trong pháp luật nào không có bát thánh đạo, thời ở đấy không có đệ nhất sa môn, không có đệ nhị sa môn, không có đệ tam sa môn và không có đệ tứ sa môn. Này Suhada, chính trong pháp luật này có 8 thánh đạo, tức là có đệ nhất sa môn, có đệ nhị sa môn, và có đệ tam sa môn, và có đệ tứ sa môn.
và tất cả những hệ thống khác không có. Nè Suhada, những vị tỳ kheo sống chân chánh thời không vắng bóng những vị A-la-hán. Sau khi nghe xong, vua Suhada bạch Thế Tôn, thực phi diệu thay bạch Thế Tôn, thực hy hữu thay bạch Thế Tôn. Như những gì rồi, Thế Tôn đã trình bày diễn giảng. Ba phút rồi. Dạ. Dạ, với những trích đoạn mà con mới vừa thuyết trình trên đây và lời Thế Tôn cuối cùng đã nói, này các vị tỳ kheo hãy tinh tấn chất phóng dật, đó là lời cuối cùng của Như Lai. Với những trích đoạn mà con đã nói như trên, con xin chia phần phước này đến tất cả chư thiên ngự nơi 10 muôn triệu thế giới Sa Bà và chư thiên ngự nơi tứ đại thiên vương hộ trì bốn châu thiên hạ và Đức Trời Đức Thích đến chư thiên xung quanh ngôi chùa Nam Tông này. Mong tất cả các ngài hoan hỷ hộ trì giáo pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật hơn 5.000 năm chẳng thật bền vững lâu dài. Và cuối cùng xin hộ trì cho Thầy Thường Tòa Thích Thiện Hạnh trụ trì chùa Nam Tông và các chư đại tăng ở nơi đây được sức khỏe thân tâm thường an lạc để giúp đỡ và hộ trì cho Phật tử chúng con nơi đây để tinh tấn trong giáo pháp của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thu, sa thu lành. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư đại đức tăng, kính thưa quý vị Phật tử, hôm nay lễ rằm tháng Giêng kỷ niệm rằm tháng Tư kỷ niệm đại lễ Tam Hợp, thì Phật tử có thuyết trình là ý nghĩa câu kệ Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Theo truyền thống Phật giáo nguyên thủy thì câu kệ này được tụng đọc hàng ngày trong khóa kinh, khóa lễ dân nghi Catenat, trai tăng tụng kinh Tam Bảo. Về xuất xứ của câu kệ này là do chư thiên thốt lên sau khi Bồ Tát thành đạo với cõi cây Bồ Đề, vẹt ngàn vô minh và ái dục thì ánh sáng giác ngộ lan tỏa đến tam thiên đại thiên thế giới, làm cho các vị chúa Dạ So xuống đảnh kính lễ Đức Phật bằng câu Nam Mô. Chúa Atula xuống đảnh lễ kính lễ Đức Phật bằng câu Ta Sa. Tứ đại thiên vương xuống kính lễ Đức Phật bằng câu Bhagavato. Vua trời Đế Thích xuống kính lễ Đức Phật bằng câu Arahato. Đại Phạm Thiên xuống kính lễ Đức Phật bằng câu Samma Sambuddhassa. Câu này là dịch theo tiếng Việt là: con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Pavaga đó, ngài là bậc A-la-hăng cao thượng, được chứng quả chánh biên chi do ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Dịch ra Nam Mô là thành kính, Ta Sa là vị ấy, Bhagavato là Thế Tôn, Arahato là bậc ân cúng, Samma Sambuddhassa là bậc chánh biến chi. Về lợi ích của câu kệ là khi ta tụng đọc thì ta noi gương theo hạnh lành của Đức Phật, tu tập theo Đức Phật sau này sẽ được giải thoát. Cái thứ hai là tẩy rửa tâm trong sạch. Trong các đề mục thiền định thì Đức Phật có dạy có niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Thì khi chúng ta niệm ơn Đức Phật thì ta tưởng nhớ đến những ơn Đức Phật thì cái tâm ta nó trong sạch, cung kính những ơn Đức Phật. Rồi tâm này tâm quả đại thiện, nó tẩy rửa, làm trong sạch tâm, đưa đến cận định, định. Thứ ba là ngăn ngừa sự tai hại. Khi chúng ta làm những tụng câu Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa là tâm đại thiện thì nó không có ác pháp, nó không phát sanh. Rồi tại sao chúng ta phải tụng đọc ba lần không dư không thiếu? Theo kinh thì Bồ Tát
thực hành pháp độ, Bồ Tát thực hành pháp độ trí tuệ gồm 20 A Tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp. Bồ Tát thực hành hạnh đức tinh thì 4 A A Tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp. Bồ Tát thực hành hạnh tinh tấn thì 80 A Tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp. Trên đây là tóm tắt cổ kệ Nam Mô Tát Sa Phagavato. Con xin hồi hướng phước báo mà đến chư thiên và chúng sanh muôn triệu thế giới Tha Bà, đến quý vị chư tăng và Phật tử nơi đây được nhiều phước báo tu tập trong con đường giải thoát vị lai. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Tát Sa Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tát Sa Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tát Sa Arahato Samma Sambuddhassa. Kính thưa tất cả quý Phật tử, hôm nay là ngày rằm tháng 4, chúng ta có hội họp đây cũng là một cái duyên lành. Thì xin chia sẻ phước từ lúc mình bước chân vô chùa cho tới bây giờ. Thì lúc bước chân vô chùa đây thì năm lúc đó là 17 tuổi và ngày sư diệt là ngày tế độ. Và năm 21 tuổi thì ngày Hòa Thượng Giới Nghiêm là cũng tế độ về Pháp Thiền. Thì trong cái pháp học và pháp thiền thì mình chia sẻ cái pháp thiền. Thì xin hỏi quý vị, tất cả ở đây nếu mà trong con người chúng ta thì có ba hạng người, đó là tham, sân và si. Thì bây giờ dạ. Dạ, xin con tên là Phương Ti ở quận Phú Nhuận. À, con quên giới thiệu tên. Dạ, pháp danh con là Diệu Cúc nhưng mà con không có giới thiệu. Dạ. Dạ, xin chia sẻ về cái phước gọi là coi như là trong cái quá trình mình tu tập và chia sẻ đến những cái việc mà mình thực hành theo cái lời của Phật dạy và mình thấy nó đúng. Thì giờ con xin trở lại cái vấn đề và xin hỏi tất cả các Phật tử đây, trong con người của mình thì có ba hạng người, đó là tham, sân và si. Như vậy mỗi lần mà cái việc mà tham, sân, si nó đã khởi tâm ở trong lòng mình rồi và mình đi ra đường và mình sẽ gặp luôn đúng ba cái việc gọi là tham sân si. Thì việc đầu tiên, nếu trường hợp mình không làm một cái gì hết mà có người đó, người ta tới người ta mắng chửi mình, thì cái việc đầu tiên của mình có nên đáp trả lại hay là không? Mình có la lại hay là không? Người ta chửi mình chửi lại, đúng không? Nghe nhỏ nhỏ dưới kìa. À, cái việc mà đầu tiên á, là bao giờ cái tâm của mình á, thì lúc nào nó cũng sân lên mọi thứ hết. Hỡi ai động tới mình thì mình đã có cái tâm sân lên rồi. Hoặc là những cái việc mà mình nói chuyện đơn giản mà cái người đó cũng đã sân lên rồi. Thì cái việc mà cái người mà hành thiền, nói chung là mình phải hiểu biết, mình lấy một cái tâm gọi là tâm từ, nhưng mà cái tâm từ đó muốn mà diệt ra nó không phải là đơn giản như mình nghĩ. Tại vì qua những cái khóa thiền thì những vị mà tu càng lên cao thì mấy vị đó mới có những cái việc gọi là diệt được tham sân si, và họ rất là từ bi, hỷ xả. Còn đối với mình thì mình mới là người bước chân chập chững, nhưng mà mình đã bước qua được thì mình thắng được mọi thứ. Thì cái việc của mình mà để chế ngự cái tâm, làm cho cái tâm của mình không có phải sân lên giống người ta. Tại vì cái việc của người ta nói cho mình, đó là cái việc của họ. Còn mình nhận hay không là việc của mình, bằng cách là mình lấy cái hơi thở để chế ngự cái tâm. Chẳng hạn giống như là mình ghét một người nào đó và người ta cứ nói xâm si thì mình không cần phải trả lời lại. Thì tất cả đó là mình cứ niệm bằng cách đó là mình hít hơi thở vô bình thường và mình thở ra, thì mình cứ nói cái câu ghét à cho hết cái hơi. Thì lúc đó mình làm hoài như vậy á, thì cái tâm của mình nó trả lại bình thường. Tại vì mình lo cái hơi thở của mình mà thôi, và mình không có nghe những cái
người đó nói cái gì nữa hết và không nghe một cái tiếng động nào hết luôn. Thực ra nếu mà mình thực hành đó, cái đó là rất là đơn giản. Chẳng hạn như là mình một cái bệnh nhân đi, người thân của mình vào nhà thương, một cái vết mổ rất là sâu. Và lúc đó cái người bệnh đó, họ đang đau đớn lắm. Mặc dù là hết thuốc tê, nhưng mà cái việc mà đau đớn thì cái tâm sân họ lên nghĩ nhiều lắm. Cho nên cái khuôn mặt họ rất là khó chịu, bực mình. Mặc dù là con cháu nó chăm sóc rất là kỹ, không có xê xích một cái gì hết, nhưng mà cái cơn đau rồi thêm một cái cơn sân nữa, thế là cái mặt là coi như là buồn thì buồn, nhưng mà lúc nào cũng nhăn nhó hết. Thì cái việc mà mình giúp cho một cái người bệnh nhân cho bớt đỡ cơn đau á, thì quý vị biết sao? Nói là bây giờ chị nhắm mắt lại và để ý cái vết đau, và hít vô bình thường và thở ra, nói đau à, ngay chỗ cái điểm đau. Thì cơn đau nó sẽ giảm bớt đi. Và đừng suy nghĩ những cái chuyện ngoài ra, chỉ suy nghĩ bản thân mình mà thôi. Tại sao khi mà mình suy nghĩ càng nhiều, tim mạch huyết áp của mình càng lên cao, thì lúc đó sức khỏe của mình nó lại càng xuống thấp. Ngoài ra, tất cả mọi thứ 24/24 mình đều làm được mọi việc hết. Không phải lợi tới khi mà hành thiền thì mình mới kiếm chỗ mình ngồi, là cũng không đúng nữa. Tuy nhiên là những việc mà mình làm hiện tại là coi như sáng mở mắt ra là coi như là mình đã hành thiền. Và sau đó là mình chia rải bớt coi như là tất cả những chúng sanh. Đó cái bài là nguyện cho tất cả chúng sanh là Sabbe Sata Averahantu. Nếu ai mà đọc được cái tiếng Bali thì lại chia phước lại càng tốt. Sau khi chia phước rồi, mình sẽ cầu nguyện cái phước thiện của mình, cầu đến cho những thân bằng quyến thuộc đã qua giảng từ nhiều kiếp quá khứ cho đến kiếp hiện tại, và cầu xin cho mình luôn luôn gặp được, gọi là sanh trong một gia đình chánh kiến. Và tham nhân là tất nhiên là bỏ tham sân si. Khi mà mình chưa biết đạo nhiều thì mình cứ lấy hơi thở mà diệt cái tâm, và từ từ mình sẽ có gặp một cái duyên và mình đi hành thiền, thì cái phước báo của mình á, từ từ nó sẽ trao dồi lên. Tất cả mọi người ở trong đây cũng là một cái duyên để mà gặp nhau trong cái chùa Nam Tông này. Và mọi cái việc mà mình làm á, thì á, chư thiên á, ở trên đều biết hết. Có nhiều khi á, Phật tử vô đây ngồi á, là có khi nhiều khi cái chân họ đau á, họ duỗi ra, nhưng mà họ duỗi thẳng vô, một duỗi thẳng vô sư, hai là duỗi thẳng vô bằng phần, thì mình nên tránh né cái đó. Là tại vì sao? Cái đó là nó cũng không có được gọi là kính trọng. Thì có thể là có nhiều đứa là mặc cái váy đi rồi xong rồi quỳ xuống đảnh lễ, xong rồi bảo sao không chịu che lại, thì nó nói con che lại rồi, là quỳ vậy là che lại rồi. Nhưng mà nói là che như vậy là chư thiên cũng phải biết thôi. Bây giờ con phải quấn lại cho nó đàng hoàng. Thì tất cả mọi thứ đều li ti, nhưng mà có cái á, một điều mà mình nói á, những cái đó nó nếu mà vô trong cái tâm mình á, mà mình nói ra thì cái khẩu nghiệp mình nó lại còn nặng thêm. Cho nên á, khi mà thấy những cái tình trạng đó, mình mới nhìn cái gương mặt của vị Phật tử đó, họ có cái chánh niệm, có cái thân thiện hay không. Mà gặp cái người nào mặt đang dữ mà mình lại đề nghị người ta, là người ta săn lên ghê gớm lắm. Có một lần á, tôi đi vô chùa Phổ Minh, tôi đi hành thiền đi, thì tôi gặp một cái cô đó, cô mặc cái váy, mà cái váy đó thì nó ngắn lên, rồi áo thì sát nách, xong rồi cái nói, ủa sao mà đi tự nhiên có người lạc vô vậy? Cái xong mới nói, cô ơi, cô mặc như vậy á, là cô thấy như thế nào nữa, sau này nó có nhân quả. Cô quay qua, cô làm một mắt liền. À, người nào nói tôi, người nó mới bị. Xong rồi, chết rồi, vậy là gặp đúng rồi. Xong rồi, cái nói, tôi đi chùa mười mấy năm rồi, tôi biết rồi, không cần phải nói. Xong xa thúc. Rồi cái cổ quay ra, cổ còn nói nữa. Rồi cứ xa thúc. Tại vì sao? Mình gặp những cái hạng người đó, họ không có chịu chấp nhận đâu.
Cho nên á, là mình lỡ nói, tại vì cái mình có cái bệnh đó mình nói rồi, cái mình phải thắng lại bằng cách là hít vô, nói à, hết cái hơi là tự nhiên cái không còn cần phải nói nữa. Cho nên á, kềm chế được chừng nào hay chừng nấy, cái khẩu nghiệp nó rất là quan trọng. Mặc dù mình biết mình chỉ bảo, nhưng mà thật sự ra mỗi người nó một cái tâm tánh khác nhau. Kêu là giang sơn dễ đổi, bản tánh khó dời. Cho nên mình dời mình thì nó lại chắc ăn hơn. Với lại cái câu mà ta đi với nghiệp của ta, dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình. Cho nên á, những cái gì mà thấy mà không nên nói thì chỉ có lấy hơi thở chế ngự cái tâm thì nó mới kềm chế lại được. Còn có một lần á, đi qua bên chùa Quách Tham Ma Khay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đêm nay con xin cúng dường Đức Phật cùng với lại các vị đại đức tăng với hội chúng bài kinh số 131 Nhất Dạ Hiền Giả. Con tên là Ngọc Tuyết, pháp danh là Liên Tuyết. Con xin đọc: không truy tìm quá khứ, không ước vọng tương lai. Quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính nơi đây, không động không rung chuyển. Biết vậy nên tu tập. Hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai, không ai điều định được. Với đội quân thần chết, biết như vậy tu tập, đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi Nhất Dạ Hiền, bậc an tịnh trầm lặng. Chúng ta quá khứ đã đi rồi mà tương lai thì chưa đến. Chúng ta không nên đi tìm quá khứ vì ngũ uẩn ngũ màu đã trôi qua. Thí dụ hôm nay chúng ta nói là hôm nay chúng ta nghỉ hưu, chúng ta nhớ lại cái quá khứ là ta làm chức này chức nọ, tiền lương, rồi những cái bổng lộc, người ta tôn trọng mình. Bây giờ mình về đây, mình bị mình nhớ lại quá khứ rồi mình buồn, hoặc là bây giờ mình nghĩ tới tương lai. Bây giờ tôi sẽ để dành tiền, tôi mua được một chiếc xe đời mới, hoặc là tôi cất một cái nhà lầu. Thì chúng ta hãy nghĩ tới cái hiện tại này. Cái giây phút hiện tại này là rất là quan trọng. Tại vì chúng ta không biết được là ngày mai này chúng ta sẽ chết bất cứ lúc nào. Chúng ta không thể điều định được với cái ma vương đội quân to lớn đó. Sau khi chúng ta đã biết pháp hiện tại ở nơi này, ở nơi kia, thì chúng ta phải làm cho pháp đó phát triển lên, không để pháp lung lai, pháp tiêu hoại. Việc của chúng ta hôm nay là nhiệt tâm. Nhiệt tâm làm, nhiệt tâm tu tập, sống trong cái giây phút hiện tại này. Vì chúng ta không biết được là chúng ta chết bất cứ lúc nào, mà chúng ta thì cũng không thể điều định được với đội quân to lớn ma vương. Biết như vậy rồi thì an trú trong sự tu tập, đêm ngày không giải đãi, như vậy mới xứng bậc hiền trí gọi là sống một đêm tốt lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ đã hết. Con xin hồi hướng phước báo này đến chư thiên, nhất là chư thiên ngự ở quanh chùa Nam Tông. Con xin hồi hướng phước báo này với lại các chư đại đức tăng, được sức khỏe, được lợi ích để dẫn dắt hàng Phật tử chúng con. Con xin nguyện cho tất cả các bạn đồng tu được tinh tấn,
để giải thoát. Và với cái trí cạn kiệt này, nếu có gì thiếu sót thì con mong chư Đại Đức Tăng với hội chúng chỉ dạy cho con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính bạch chư Đại Đức Tăng, con quý sư có thể ghi con là cô Năm ở xã Long Sơn, huyện Cần Đước, tỉnh Long An ở bạch sư. Dạ, hôm nay con cũng xin nói về cái tích chuyện của Đức Vua Thiện Giác. Thì sau khi Đức Phật về ngự ở Kinh Đô Ca Tỳ La Vệ thì Đức Vua Thiện Giác mới cột quan trái với Đức Phật. Và Đức Vua nói là Thái tử Sĩ Đạt Ta đã bỏ con gái ta là Gia Du Đà La để đi xuất gia. Rồi con trai ta là Đề Bà Đạt Đa cũng đi xuất gia theo. Nhưng mà Thái tử Sĩ Đạt Ta không ngó ngàng gì tới. Rồi lại quán thù gác bỏ con ta. Rồi một ngày kia Đức Vua mới nghĩ rằng bây giờ phải không cho Đức Thế Tôn đi thọ thực ở nơi nhà mà thí chủ thỉnh cầu đến để cúng dường. Rồi Ngài mới truyền lệnh cho quân đem những cái chướng ngại vật để bích đường, không có cho Đức Thế Tôn đi thọ thực. Rồi Ngài ngồi giữa đường đó để uống nước trà một mình. Rồi Đức Thế Tôn và Chư Tăng cũng đến nơi ấy, nhưng mà không có đi qua được. Rồi có người thì đến báo với Đức Vua rằng có Đức Vua, ý là có Đức Thế Tôn và Chư Tăng sẽ đi đến nơi này và sẽ đi ngang qua nơi này. Nhưng Đức Vua mới bảo các người đó là ngươi hãy trở lại và nói với Thái tử Sĩ Đạt Ta rằng Sĩ Đạt Ta không lớn hơn ta đâu, vậy là ta không có nhường đường cho Sĩ Đạt Ta. Rồi Ngài cũng vẫn ngồi tự nhiên uống trà, mặc cho các người đó gian xin cầu khẩn để mà cho Đức Thế Tôn đi qua để đi thọ thực, mà Ngài cũng nhất định là không có cho. Rồi Đức Thế Tôn phải trở về. Rồi trong khi Đức Vua Thiện Giác thấy Đức Thế Tôn trở về thì Ngài mới cho mật thám của Ngài đi theo và dặn rằng ngươi hãy theo dò coi Sa Môn Cồ Đàm đó có nói gì về việc ta cản đường không, rồi trở lại cho ta biết. Thì từ khi trở về, Đức Thế Tôn không hề nói một lời nào, nhưng chỉ mỉm cười thôi. Rồi Đức A Nan Đa mới lấy làm lạ vì một vị chánh đẳng chánh giác thì không bao giờ cười gì vui hay là tỏ vẻ buồn, nên Ngài liền hỏi Đức Thế Tôn: bạch Đức Thế Tôn, không biết có chuyện chi mà Ngài lại mỉm cười? Thì Đức Thế Tôn mới nói là: này A Nan Đa, ngươi có thấy Đức Vua Thiện Giác chứ? Dạ bạch Ngài, có thấy. Rồi Ngài đã chặn đường một đấng giác ngộ như Như Lai, vậy Ngài sẽ bị đất rút chết tại nơi chân cầu thang của Ngài vào ngày thứ bảy. Rồi vào ngày thứ bảy là kể từ ngày bỏ ngày hôm nay là còn 6 ngày nữa. Rồi mật thám của nhà vua nghe xong mới liền về báo với nhà vua. Thì nhà vua mới phán rằng thường thì Sĩ Đạt Ta nói đâu thì có đó, nhưng mà lời nói của Sĩ Đạt Ta sẽ không bao giờ sai chạy. Vậy hôm nay ta phải nói cách nào để cho nó trở thành kẻ nói dối. Rồi Ngài mới nói là nếu nó nói ta là sẽ bị đất rút chết tại nơi chân cầu thang của ta, vậy từ đây đến ngày thứ bảy ta sẽ không xuống dưới đất thì làm gì có chuyện đó. Rồi Ngài mới sắp xếp công việc là để cho Ngài mới là không có xuống đất. Nói là nói vậy chứ rồi Ngài cũng
truyền cho quân đem tất cả những thứ mà Ngài thường dùng hàng ngày đó, đem hết lên trên lầu 7 và Ngài ở luôn trên đó. Rồi còn dặn các quân rằng hãy đem dẹp cái cầu thang đi nơi khác, để khi mà Ngài không có quên đó, thì Ngài sẽ xuống lầu. Rồi nghĩ xong như vậy đó, thì Ngài liền ngự ở trên lầu và sắp xếp cho mỗi từng lầu là một đô vật thật là tài. Rồi Ngài còn dặn các đô vật rằng khi nào mà thấy ta ra khỏi cửa thì hãy nên đẩy ta vào, hoặc là thấy ta đến cầu thang thì hãy ném ta vô, hoặc là ta xuống tới cầu thang thì hãy thảy ta lên. Rồi cái sau khi mà Đức vua mới thấy vậy đó, rồi cái bỗng dưng có con ngựa nó mới xúc chuồng. Rồi con ngựa của Đức vua đó xúc chuồng, mà con ngựa đó thì nó dữ cũng như sư tử vậy đó. Khi mà nó xúc chuồng đó, thì ngoài Đức vua ra không có ai trị được nó. Rồi lúc đó thì nhà vua ở trên lầu 7, nhưng mà nghe tiếng ồn ào huyên náo ở tầng dưới, thì nhà vua mới tính ra lan can để xem coi chuyện gì. Thì các quan hầu cho biết là con ngựa nó đang xúc chuồng và đang cắn giết người ở dưới. Thì Đức vua mới lật đật chạy xuống tới thang lầu. Và tới thang lầu thì đô vật mới thảy Ngài xuống lầu 6. Mà thay gì thì đẩy vào phòng. Còn này thảy thì ở xuống. Rồi đô vật ở lầu 6 lại thảy tiếp Ngài xuống lầu 5. Và đô vật đó cũng nghĩ là vậy là thảy trở lên lầu 7. Rồi từng tự thì các đô vật thảy riết thì Ngài xuống tới từng dưới chót. Và nơi từng ở dưới chót đó là tại dưới chân cầu thang. Như vậy là Ngài đã bị đất rút tại đó. Và tại đó là nấm mồ của Đức vua Thiện Giác. Rồi Đức Phật mới sau nữa, rồi ngài Đức vua đó mới ở trên lầu 7, rồi mới truyền cho quân là không có đem tất cả những đồ mà Ngài thường dùng đó lên trên lầu, thì Ngài mới ở luôn trên đó. Rồi Đức Phật mới biết là Đức vua đang ở trên lầu 7, thì Đức Phật mới thuyết cho chư Tăng rằng là dù cho Đức vua có ngự trên tầng lầu thứ 7, hoặc là ngồi trên tảng đá ở giữa hư không, hoặc là ngồi trên hư không, hoặc đi thiền ra giữa đại dương, hay là ngồi trong hòm kính, thì cũng một khi lời Như Lai đã nói thì không bao giờ sai chạy. Đức vua sẽ bị đất rút như lời Như Lai đã tiên tri. Rồi Đức Như Lai mới đọc một câu kệ là: người ở trong không trung cũng không tránh khỏi tử thần, và người ở giữa không trung cũng không tránh khỏi tử thần, và người ở giữa đại dương cũng không tránh khỏi tử thần, và người mà vào ẩn trong hang núi cũng chẳng tránh khỏi tử thần. Trong vũ trụ này không có ai có thể tránh khỏi tay tử thần được. Cái câu này ý Đức Phật nói là người đã trốn tránh dù ở đâu trong tam giới này cũng đều không thể thoát khỏi. Và Đức vua Thiện Giác phải sau khi chết lại sanh vào A Tỳ địa ngục. Đó là do cái quả mà của Đức vua đã cản đường không cho Đức Phật đi thọ thực. Dạ, bài thuyết trình ngắn của con hôm nay đã đến đây kết thúc. Con cũng xin hồi hướng đến chư thiên ngự tại ngôi chùa Nam Tông này, xin chư thiên quan hỷ thọ nhận. Và con cũng xin kính chúc chư Đại Đức Tăng cùng các Phật tử trong đêm nay sức khỏe dồi dào. Và con xin hết. Sa-thu lần thay. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính Bạch Tăng Ni, con là đệ tử Thái Thị Thu Hương
pháp danh Ngọc Minh, con hiện ở 161 Ni Sư Quỳnh Liên, phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay con đủ phước duyên lành về chùa Hiền Thông và giữ lễ hạnh đầu đà, Nam Tông giữ lễ hạnh đầu đà lần đầu tiên. Con vô cùng cảm nhận con, thực sự năm con 16 tuổi thì con có nghe một vị sư vào gia đình con thuyết pháp. Sau khi con nghe lời pháp nói về Phật, ngày nhỏ nhỏ con không biết có Phật pháp là gì hết. Nhưng khi con nghe được lời Phật pháp là con muốn buông bỏ tất cả, chỉ muốn đi vào con đường đi tu thôi, không có muốn ở ngoài đời nữa. Lần đầu tiên con nghe pháp, khi con vào trong chùa ở 4 năm tháng thì gia đình con điểu về, con không về. Sau đó anh con kêu mẹ con bệnh nặng nên con mới về. Sau khi con về là con phải ra đời. Nên đến ngày hôm năm 2012 thì con được thầy Huyền Diệu mời qua Ấn Độ để mà dự cái đại lễ thầy Hoàng Nguyện hai cái chùa. Nên khi con qua đến được Ấn Độ thì con mới biết có Phật trên đời, đó là sự thật và cái sự khổ hạnh tu tập của Phật. Khi thầy Huyền Diệu đưa con đi những cái nơi khổ hạnh lâm nè, rồi những cái chỗ Phật đã đi qua, thì con mới cảm nhận được mình tu tập tại nước Việt Nam của mình. Nhưng ở đây thật ra nó không là gì đối với Phật. Vì vậy khi con qua đó một tháng, trời lúc đó là âm lạnh 3 độ, nhưng không một ngày nào con nghỉ ngơi một ngày, con chỉ ngủ một tiếng hoặc 2 tiếng thôi. Con chỉ là tu tập tinh tấn, vì con nghĩ Phật quá khổ hạnh, những cái rừng rú mà Phật đã đi qua, như núi Linh Thú hoặc là nơi khổ hạnh lâm, con đến đâu là con cảm đến đó, con khóc rơi nước mắt đến đó. Như vậy con mới nghĩ đó là có Phật thật trên đời. Nên con chỉ biết khi con tu tập đến đúng một tháng trời đó, con về đến Việt Nam là con đã lại hết bộ kinh Pháp Hoa. Mỗi ngày con lại 5.000 lại, con lại 10 tháng ròng rã như vậy. Vì con nghĩ tu cỡ nào cũng không thể thành Phật, không vừa bằng Phật Bổn Sư Thích Ca được. Nên vậy con rất là tinh tấn. Nên từ lúc đó con làm tất cả những cái việc gì con làm được là con đều làm. Con không bao giờ nản lòng vì con tu tập mười mấy năm nay, con cũng trường chay và hành trì tu tập. Hôm con vẫn làm tất cả mọi thứ, con chỉ biết là con kính Phật, kính Tăng, kính Pháp, kính Tăng, chỉ biết điều đó và không làm những gì điều sai. Mình hướng theo con vượt pháp, đúng đường Phật Pháp là không ăn gian nói dối, không làm những điều gì mà sát sanh hại vật, không làm những gì tổn thất đến người ta. Đó là điều con chỉ biết như vậy, còn không hiểu sâu hơn. Hôm nay con được về đến đây, lúc nãy con nghe lời thuyết pháp của thầy sư Đại Đức Khải Minh, làm cho con cảm nhận ra được là sinh diệt. Thật ra trong lòng của con cũng không hiểu chữ sinh diệt bao nhiêu. Hôm nay con đã hiểu ra được lời pháp của sư Khải Minh. Trong lòng con vô cùng viên mãn. Và hôm nay là con đã giữ được cái đại lễ hành đầu đà này là lần đầu tiên. Mà nghe được cái lời pháp, con cũng nghe rất là nhiều pháp, cũng các sư giải cho con, nghe con hiểu. Nhưng mà hôm nay con nghe được cái lời pháp của sư Đại Đức Khải Minh, lòng của con vô cùng viên mãn. Và con cảm nhận từng câu từng lời của Ngài thuyết, nên con vô cùng là viên mãn. Nên con chỉ có nói là cái tâm nguyện của con, ngoài ra con không hiểu gì để nói về Phật Pháp. Con chỉ nói là cái cảm nhận của con về khi con biết về Phật Pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con sa tu sa tu lành thầy. Dạ, con chia sẻ được 4 phút. Dạ, con đi một tháng. Dạ, tới chỗ khổ hạnh không? Dạ, con đi hết tất cả các nơi và đến nơi của... Đi bộ dạ. lên hay là... Dạ, đi bộ hiện. Luôn. Con đi bộ hết. Dạ. À. Rồi con có đến được mộ của Hoàng hậu Maya và hàng của vua Bình Phạn. Rồi con đến của nơi cái đất ngày xưa Phật còn ở nơi đó. Còn những cái tượng đặt đá và có cái giếng nước. Con đi đến tất cả các nơi. Dạ. Nên con rất là cảm nhận được cái sự khổ hạnh của Phật. Và thật đã đi qua và đi đến đâu là con chỉ rơi trong nước cái hang dạ. nó có chui vô cái hang đó dạ con cũng có chui vô nói chui chung vô là thầy Huyền Diệu dắt đi hết khắp nơi dạ mô Phật. Nên con nói tất cả các Phật tử, nếu ai đã đủ duyên, nếu đã hiểu về Phật pháp, phải nên đến đắc Phật một lần để cảm nhận được Phật tu như thế nào, khổ như thế nào, lúc đó mình mới hành theo con đường của Phật. Nói tới con, đây tôi dạ, nhớ là hồi trước thượng tọa Thiện Minh mình đấy giải học mà không có đi Ấn Độ, không biết Phật ngồi sao. Tôi nghe tôi tự ái mà tôi đi.
nhờ vậy biết được Ấn Độ. Và cái tôi đi tới cái chỗ đó tôi nhớ mấy như là trong cái tiểu sử Phật hay gì đó, khi mà tu mà khổ hạnh mà ngất xỉu, ngất xỉu luôn, có lúc ngất xỉu tưởng mà cái người Khmer đó họ làm thành thơ, mà tôi thì không biết là như thế nào mà nói là chư thiên cũng tưởng là chết. Sư Trông còn nhớ không? Cái câu hai vị còn nhớ không? Tôi like, tôi like. Miếng mà đại ngủ đi con. Con ơi ơi con cần ngủ đi con. Bạn pram pi ngày chị bình và đại dân dân quá và dân dân ngủ, thấy tụi này nó không chịu ngủ thôi nghỉ luôn. Và tôi nhớ trong cái tiểu sử Phật của mình nó có cái chỗ mà ta tu khổ hạnh ít chi, đến khi mà hình như là tỉnh lại. Ta tu khổ hạnh ít chi, hành thân ngoại thể được chi mà hồng. Suy nghĩ chính rồi không do dự. Ngài viết lòng bỏ sự nhọc công. Làm nhìn thấy ghê trời. Rồi ngài lại đến bên sông, tắm sông thân thể vườn không dương trần, tưởng là chết luôn. Cho nên nói về tu tôi rất là tôi nghe, tôi ngồi tuốt ở đằng tôi nghe là tôi chạy lại đi liền đó. Thấy cái chỗ ngài tu, mà nếu mà tụi mình đó thì không có nói, nhưng mà ngài là thái tử quen sống trong cái cảnh là sung sướng như vậy, mà bây giờ vô trong rừng đó, lên dốc đi leo lên vất vả. Vì đó thì có mấy vị trong Phật tử trong đoàn nói sẽ leo lên võng đi cho anh ta khiêng. Tôi thấy thật kỳ quá, thôi tôi cũng ráng lội bộ, trời vất vả vô cùng. Thấy ngày ngồi tu trong một cái hang đá đó. Cho nên này không phải là pháp gì cao siêu, nhưng mà những gì cô nói là rất là hay đó, tôi thấy hay đó nha. Nói những gì mình hiểu, mình cảm xúc rất hay. Đề nghị các vị cho anh chàng pháo tay đi. Đó. Và cũng mừng là cô nghe được bài pháp của Thượng Tọa Khải Minh. Hết buồn ngủ luôn. Cho nên nãy giờ tôi ru, tôi thấy không ngủ rồi tôi biết có vấn đề rồi. Chắc luôn á. Ngày này pháp cũng là pháp chắc, còn có một ông pháp chắc nữa mà ở chùa Nguyên Thủy á. Mấy vị này là Phật pháp là chắc, gọi là pháp lõi á. Chọc nghe say sưa luôn á hả. Tôi ngồi ngoài kia tôi nghe tôi cũng muốn chết luôn. Ngày nói đi máy bay cũng chết, rồi đi xe cũng chết, rồi đến đi bộ cũng chết. Tôi nghe tôi cũng muốn chết. Bây giờ là cái thời gian của mình còn lại nó ít quá, chắc có lẽ tới đây thôi ha. Đề nghị thư ký mình nó tổng kết luôn rồi phát thưởng liền luôn. Đó. Để rồi chúng ta dành một ít thời gian nha.
tôi sẽ tạo cơ hội cho cô một lần nữa, đó là thỉnh ông ngài đó xuống. Rồi cô có thắc mắc cái gì cô cứ hỏi nha. À, còn là bà biết Phật tử chúng ta cũng vậy, lâu lâu mình đi chùa cái gì mình thắc mắc hỏi, cái nào quý sư biết quý sư trả lời liền, còn cái nào không biết thì hẹn là Phật Di Lạc ra đời cái trả lời tiếp ha. Ừ. Rồi bây giờ mình tổng kết đi, phát liền luôn. Tôi sẽ bây giờ không có đem xuống, nhưng mà tôi sẽ có món quà đặc biệt cho các vị ha. Mà nãy giờ cũng quên nói cho các vị, mình chấm là mình chấm về cái phần nghệ thuật á, nghệ thuật nhiều. Giờ quý vị mình ráng chờ một chút ha, để phát luôn các phần thưởng, phần thưởng nhất nhì. À, một lần nữa xin nhắc lại là tiết mục cuối cùng là luận đạo. Mà luận đạo thì nó có hai cách các vị suy nghĩ. Một là chia hai bên ra, rồi đặt ra rồi câu nào gì đó rồi cùng nhau luận ha. Hai là các vị mình hỏi thẳng luôn, có gì hỏi thẳng. Thì chút xíu nữa chúng tôi thỉnh tọa xuống để tọa giải thích những gì các vị thắc mắc. Hả? Mèo với chuột thôi, vậy mèo bây giờ chuột bây giờ chạy mất hết rồi thôi. Tôi quý chút xíu rồi tôi đắc đạo tại sân bay chỗ vấn đề đạo tràng ở Việt Nam. Tôi nghe là lúc nào tôi cũng ấn tượng là con gái Ấn Độ đẹp lắm. Khi mà xuống sân bay một cái tôi thấy cái cô đó, cô đứng cô lao kính đó, trời đất ơi, người thì đen thui mà đặt mặc đồ thì hở hang. Ô, tôi phớt nhìn cái tôi giật người. Quý chút xíu nó đắc đạo nha. Phật đắc đạo dưới gốc Bồ Đề, tôi đắc đạo sân bay. Mà nghe nó có vùng khác trắng trẻo dễ thương lắm, mà sao mà cái vùng mà chỗ ông Phật mình tu nghe nói toàn là đen đen không. À, da đen mà. Hả? Đen quá, ông Phật cũng thấy ông ngán quá, ông sợ quá. Ông Phật ở bên Nepal thời đó, ông đi qua bên đây thì có thấy cái chỗ mà nói là mang tội mang nghiệp, cái chỗ mà rừng khổ hạnh đấy. Ồ, sao mà thấy người nào mà nấy đen, bây giờ nhìn vô cái da thấy nó khô à. Mà nghe nói phía miền Nam thì các cô đẹp, nhưng mà còn cái phía miền Bắc chỗ Phật mình tu á, sao mà người nào người nấy nó bay phải không? New Delhi, Mumbai ha. Tôi chưa đi bên đó, tôi chỉ đi bên Phật thôi nhé. Cho nên thấy đen. Hả? Chỗ Đảng Sinh đó. Rồi có đi. Chỗ Phật Trọng Tiết Bàn có, chỗ Chuyển Pháp Luân có. Sơn Nát hả? Sơn Nát chỗ đó là cái gì? Mà di tích chỗ đó kêu cái gì? Chuyển Pháp Luân, à Chuyển Pháp Luân, Chuyển Pháp Luân tôi có tới. Nên bây giờ cũng mừng cho là tại cái nôi của Phật giáo mình thì sau này đó Hồi giáo nó làm cho tiêu hết. Thì bây giờ các nước Phật giáo trên thế giới, Phật giáo Nam Tông người Việt Nam của mình, mặc dù nhỏ chút xíu thôi, nhưng mà sư Thiện Minh ông cũng ráng và làm được một cái ngôi chùa cho nó, Nam Tông Kinh, Nam Tông Việt Nam. Và các nước trên thế giới nghèo giàu thì cũng ráng mà về đó xây chùa.
rồi mạnh ai nấy tụng kinh, cho nên tụi Ấn Độ bây giờ nhức đầu dữ lắm rồi. Bây giờ nó không biết như thế nào, sao này Phật sao mà ăn vậy, rồi cũng Phật sao mà ăn thế này, rồi cũng nói là Phật sao mặc đồ thế này, rồi Phật sao mặc đồ thế kia. Rồi nó tối ngày bây giờ nó đi tới đâu nó lăn 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 cái đầu nữa. Còn kinh thì nào là kinh Việt Nam, kinh Campuchia, kinh Lào, kinh Thái, kinh Nhật, kinh Trung Hoa, đủ thứ. Bây giờ nó nghe riết rồi nó cũng quên tên tuổi, nó dần dần quên nó rồi. Chùa quá trời chùa thì cũng mừng, thôi thì người góp tay chân về. Nhưng mà cô nói tôi cũng đồng ý đó, là mình có dịp, nếu các vị có điều kiện cũng nên đi Ấn Độ một chuyến. Mà trong các cái di tích đó tôi khoái nhất, tôi thích nhất và ấn tượng nhất, rồi biết chỗ nào, đó là chỗ Bồ Đề Đạo Tràng. Cái chỗ đó mình đi vô, mình cảm nhận được cái lực, cái từ trường nó cực kỳ mạnh. Mà 4 giờ sáng đó nha, 4 giờ, 4 giờ rưỡi, trời cũng lạnh lắm mà tôi cũng ráng. Người tôi ba mẹ sinh không có đủ tháng cho nên nó cũng yếu lắm, nhưng mà tôi cũng ráng mà đi. Trời đất ơi, các vị biết là ấn tượng nhất là tiếng chim kêu á. À đó 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 đó, đó ha. Mấy ảnh á, mấy ảnh á. Ừ. Tiếng chim kêu mà một phần là do mình tu bên Nam Tông cho nên nó cũng có cái gọi là mình cũng mê cái Nam Tông, là mở kinh Bali á, hòa với tiếng chim kêu. Rồi ông sư Tây Tạng ông cứ ụt lên. Mà trời đất ơi, hôm đó tôi cũng ráng tôi đi kinh hành, mà tôi gặp cái gọi là cái gì, chướng duyên là trên đường đi tôi gặp một bà mập bự. Bà nhìn mấy ông sư thì ông cứ như thế này, còn bà thì cứ thế này, bà cũng ráng đi như này. Tôi đứng phía sau, tôi cũng ráng bước từng bước theo bà. Trời ơi, cho nên đó là tôi ấn tượng vô cùng. Và tôi lấy cái đề mục tại Bồ Đề Đạo Tràng làm đề mục tu luôn. Tức là tôi vô mỗi một ngày 3 lần. Vô tôi nhìn cái tượng Phật thật là kỹ, xong nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra nhìn, tức là lấy cái hình ảnh đó đưa vào bộ nhớ nhé. Nó bây giờ chỉ cần nhắm mắt lại là tôi đã là gọi là niệm, là thiền chỉ, nhắm mắt lại. Cho nên đi Ấn Độ các vị mình phải lấy được một đề mục. Cho nên khi mà mình trong cuộc sống, ví dụ thôi, khi mình hấp hối hay là mình gặp khó khăn, mình chỉ nhắm mắt lại là mình đã vô. Còn cái độ tập trung của mình như thế nào thì có tính sao, nhưng mà ý đó là mình có cái đề mục tu. Chứ còn đi về xong rồi thôi, uổng. Mà cái tượng tại cái Bồ Đề Đạo Tràng cực kỳ, nhìn vô các vị mình nhìn thế nào tôi không biết, nhưng mà tôi nhìn vô là tôi thấy rõ hai cái đức tính của Phật. Một là nhìn vô Đức Phật là cái người trí tuệ, là người thông minh. Hai, nhìn vô sâu một chút xíu nữa thấy rõ trong cái bức tượng đó là cái người rất là từ bi. Hai cái đức, nhìn rõ thấy rất là từ bi và rất là trí tuệ. Cho nên tôi cứ mỗi ngày tôi ra 3 lần, sáng, trưa, chiều. Và tôi lấy được cái hình ảnh nó trở thành là đề mục tu. Thay vì mình Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mình niệm để âm thanh, thì bây giờ mình dùng cái hình ảnh, mình định trên hình ảnh, hay định trên cái âm thanh, thì mình định trên cái hình sắc. Đúng rồi. Nói định thì nó quá, nhưng mà nó là có cái sự tập trung trên hình ảnh. Vô máy rồi nè.
Đúng rồi. Cho nên là các vị mình là đi Ấn Độ, có thể là các vị chọn một cái chỗ khác, nhưng phải có được, đi về mình phải có được một cái món quà đặc biệt cho mình, đó là món, đó là đề bụt. Nếu mà mình kết hợp thêm cái hình ảnh đó, ta gọi là Phật giáo Bắc truyền gọi là hình ảnh tợ tướng, tức là cái tướng ở ngoài hình ảnh sao đó mình đưa vô đây. Mà nếu mình cộng thêm là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật nữa đó, hay là Bụt Thăng Sa Đa Năng Cha Mí nữa, tức là hình ảnh và âm thanh nữa, thì cái độ tập trung của mình nó càng sâu. Cho nên tôi đi về tôi lời, tôi lỗ tiền nhưng mà tôi lời được phước. Còn đi về không có cái gì hết trơn, chỉ đẹp quá chỗ này, ơi đẹp quá gì uống. Rồi thôi thì mấy nhiêu thôi ha. Rồi bây giờ công bố nha. Công bố là Nguyễn Thị Mười, Diệu Trí. Ủa? Cái này cái gì? Cái này là thuyết trình ha. À, Kim Phượng, pháp danh là Diệu Hỷ, cái đề tài trích đoạn Đại Bát Niết Bàn, 12 phút, điểm là điểm gì? Điểm 57 phải không? 57.5. Và Thiện Hữu ý nghĩa gì? Câu Nam Mô là 57, tổng số điểm 57. Rồi đó là cô Phương Ti là cũng 57. Rồi là Ngọc Tiết là 49. Rồi cô Năm Long An là 50. Rồi là Ngọc Minh 46. Như vậy nếu xếp hạng á thì Kim Phượng là hạng nhất, xin các vị cho một tràng pháo tay. Rồi ra Thiện Hữu và Phương Vi là hạng nhì. Rồi cô Năm Long An là hạng ba. Còn lại muốn sao cũng được ha. 4 năm. Rồi như vậy đó thì hồi trước khi về đó gặp đó, tôi có món quà tặng cho người hạng nhất ha. Rồi cái tiết mục Phật tử thuyết trình đến đây.